Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, ăn ở phúc phần, trời thương Phật độ. Từ 57 tuổi trở đi, nếu như nắm bắt được cơ hội này thì giàu sang phú quý hơn người, cuộc sống đủ đầy, sung túc an nhàn, hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, người xưa có nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu, sống có đức độ ắt thắng được phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp dữ báo tới mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái để lộc lá về tay, ắt hẳn là do đức năng của người đó. Mới đây nhất theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, thì từ 57 tuổi người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có nhiều khó khăn trong vận trình. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được ba cơ hội này, bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người đều chẳng hiểu gì sao. Vậy phải làm sao để có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy, và ba cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi 1969 từ 57 tuổi sẽ biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trời sinh tuổi Kỷ Dậu có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Dậu ít khi thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề, thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết, đây là người cơ trí, khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan gần quý nhưng không thể dựa vào người thân, nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Tuổi Kỷ Dậu sinh vào mùa xuân và mùa hạ sẽ làm dạng dở tổ tông. Người sinh mùa đông và mùa thu có tài vận hanh thông nhưng hay lo sợ không đâu, tuổi già sung túc, yên tâm hưởng lạc. Lục thập qua giáp của tuổi Kỷ Dậu là đại trạch thổ, tuổi trẻ phải bôn ba vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người tuổi này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn, vì mưu lược, biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, cơm no áo ấm, không phải dư giả trong cuộc sống. Kỷ Dậu nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong cuộc sống, tuổi Kỷ Dậu được biết đến là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Tuổi Kỷ Dậu đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều sẽ không để yên mà luôn phải nói cho ra lẽ. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí thoải mái, vui vẻ cho người khác. Nhưng đôi lúc Kỷ Dậu vô tình tự làm buồn chính mình. Đối với họ, không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy, Kỷ Dậu dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực thì gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Nhờ vậy mà dù khó khăn nhưng tuổi Kỷ Dậu lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ và vượt qua tất cả. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc, dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả. Nhưng nhờ sự nhẫn nại nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang quyền thế của mình. Nhờ có phúc dày mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, vậy nên dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh năm 1969 hãy tích cực tiến lên nhé. Tuổi Kỷ Dậu nổi bật là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Kỷ Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Kỷ Dậu thường có xu hướng cầu toàn, tỉ mỉ và chi tiết. Họ thường trở thành những nhà quản lý giỏi. Có thể nói, vị trí của những người cầm tinh con gà trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình. Kỷ Dậu thích sự phô trương, thích những nơi lộng lẫy, sang trọng và đặc biệt thích tiệc tùng, lễ hội. Để có thể khoe những bộ cánh thời thượng của mình, bản thân thường rất hãnh diện về gia đình và là những người quản lý gia đình cũng rất hiệu quả. Họ ưa thích sự ngăn nắp và gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, sự sạch sẽ, vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Người cầm tinh con gà thường ưa chuộng truyền thống và thường thích trang trí nhà cửa bằng các đồ gỗ nội thất đặc trưng. Bề ngoài là người cấp tiến tự cho mình là tài giỏi, thế nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ ưa tranh luận mà bất chấp về cảm giác của người khác thế nào, luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Bản thân thích được khen ngợi và khi bị ai đó phê bình thì sẽ tìm mọi cách phản bác lại và sẽ không chịu thừa nhận sai lầm đó. Nhưng thế nào thì mọi người vẫn cũng sẽ yêu mến vì tính cách chịu khó và cần cù. Trong lĩnh vực kinh tế, Kỷ Dậu là các nhà quản lý có tài và họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn, là người rất tinh nhanh, năng nổ và khả năng tổ chức cao. Họ nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn và biết cách giải quyết khó khăn. Đó là những phẩm chất tốt để họ bù đắp những điểm khuyết của bản thân. Tính cách của người tuổi Kỷ Dậu được chia làm hai loại cơ bản. Một là thích nói chuyện phiếm, hay nói lung tung, tính cách sôi nổi. Còn hai là người giỏi quan sát, biết cách đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Thường hai nhóm này không nên kết hợp với nhau. Người tuổi Kỷ Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới, khôi ngô, tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân. Muốn thể hiện mình, mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ,
vì thường có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Kỷ Dậu là những diễn viên tuyệt vời, thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người. Tính cách của họ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, mỗi một cử chỉ, hành động của họ đều được mọi người chú ý. Kỷ Dậu mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ, tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Kỷ Dậu 1969 là người có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách. Họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó thì rất dễ gặp thất bại. Nếu muốn hiểu rõ hơn về Kỷ Dậu thì nhất định phải chịu đựng tính ưa thích tranh luận của họ. Tranh luận với người khác là thiên tính, không thể lay chuyển được. Vì vậy, về điểm này có khó tiếp nhận đến đâu thì vẫn phải khống chế bản thân không được nổi cáu. Nếu không chẳng may chạm phải ngòi nổ mà lúc nào cũng sẵn sàng của họ thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Khi Kỷ Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực thì sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình và tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng, nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ, cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân. Tuổi Kỷ Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn thì sẽ có đặc điểm là hay nói sai sự thật, thường thổi phồng khuếch trương lời nói của họ mà không hề nhận ra sai lầm. Không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Còn tuổi Kỷ Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại. Họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạo. Với mọi người thì họ giống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị, khó đoán trước. Hầu hết người tuổi Kỷ Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình. Họ tính toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi. Họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính toán rất cẩn thận mỗi việc phải làm và rất quý trọng thời gian của mình. Con cái của người tuổi Kỷ Dậu cũng có thể nhận chức vụ nhân viên bảo quản tài sản, để bố mẹ gửi cho chúng từng đồng tiền nhỏ với mục đích để bọn trẻ tăng thêm vốn cho ngân hàng. Kỷ Dậu là người giỏi giữ mình và thích giải quyết xử lý các vấn đề hay công việc. Thế nhưng, cũng đừng hy vọng họ làm những việc mang tính cải cách. Họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn, nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như biết những kiến nghị mà họ đề xuất được ủng hộ, thì họ sẽ đưa ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành tích. Tuy nhiên, đôi lúc cũng tiêu tiền dung tay quá tráng, nhưng số tiền này chi tiêu cho bản thân, họ rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thú sự thu hút chú ý của mọi người. Có lúc họ còn trang trí nhà và phòng làm việc rất đẹp, bản thân cũng thích trang điểm và đặc biệt xem trọng chức tước và bằng khen. Bản thân Kỷ Dậu bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội đoạt được huy chương hoặc chức vị trong công việc. Tiền của họ ngoài việc tiêu cho gia đình nhỏ thì còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình cảm tốt với đồng nghiệp. Chỉ có một thứ mà có thể nhận được từ họ miễn phí, đó chính là kiến nghị. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu thì có chút vất vả ở tiền vận, nhưng từ trung vận trở đi thì cuộc sống vô cùng thanh nhàn. Tài lộc của người tuổi này rất thịnh vượng, công danh, sự nghiệp thì ở mức bình thường. Những người tuổi này thường có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 83 tuổi. Những người sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì từ khắc tuổi thọ được gia tăng. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu luôn là người thực tế, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền, là người năng động. Vì thế có sức khỏe tốt, nếu có bị bệnh thì cũng có khả năng hồi phục nhanh chóng. Đôi khi họ đảm nhận quá nhiều việc nên khiến họ bị stress và trái tính trái nết. Xem tử vi thấy rằng Kỷ Dậu nữ mệnh phải trải qua khá nhiều gian truân, vất vả ở tiền vận và trung vận, bước sang đến hậu vận mới được thảnh thơi, an nhàn, tận hưởng những thành quả đã gây dựng được. Những người này thường có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 86 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức thì từ khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tiếp theo sẽ là phần luận giải về vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ 57 tuổi trở đi, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ 57 tuổi trở đi. Kỷ Dậu thường có khuynh hướng làm nghề tự do, nhưng cũng thích làm việc lớn cho xã tắc,
phần đông chủ yếu phát đạt về giai đoạn trung niên, tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên rất hàn vi, khổ cực, song chủ yếu càng về sau càng phát đạt. Đa số tuổi Kỷ Dậu hay nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn bè, người thân, con cháu trong gia đình. Họ có khả năng xuất nhập tiền tài rất lớn, song cũng chính vì vậy mà long đong vất vả. Họ cũng có được của cải đất đai của mình, nhưng phải bị tổn thất nhiều lần mới có được. Trong thương trường, khi đầu tư họ phải kiên trì và nhất thiết phải làm theo kế hoạch thì sẽ có gặt hái lớn. Kỷ Dậu hãy nên khắc phục được những nhược điểm dưới đây thì mới mong thành tựu hơn trong cuộc đời. Tránh tâm lý thích hư dinh, phải chú ý đến thực tiễn khi đề ra các kế hoạch, không được tha thứ cho mình khi gặp phải sai lầm, khuyết điểm. Hãy gạt bỏ tính ích kỷ trong mọi hoàn cảnh. Khi giải quyết công việc thì phải biết lắng nghe ý kiến của người khác. Người tuổi Kỷ Dậu quan hệ xã giao không được thuận lợi như các tuổi khác, thế nhưng lại có tài ăn nói thuyết phục người đời. Họ thường có biệt tài linh hoạt khéo léo, có khả năng nhìn rõ tâm tư sâu kín của người khác, nên dễ tìm ra được phương pháp khắc chế. Nữ mệnh tuổi Hợp làm ăn. Bản mệnh hãy nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Kỷ Dậu, Nhâm Tý và Giáp Dần, để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Tránh được rủi ro sẽ càng thành công và mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nữ mệnh Kỷ Dậu không nên cộng tác hay kết duyên với những tuổi xung khắc với mình như Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu bản mệnh xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu tuổi Hợp làm ăn. Bản mệnh hãy nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ, để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thành công thu về nhiều kết quả và lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nam mệnh Kỷ Dậu không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi xung khắc với mình như Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu bản mệnh xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về thành công, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ 57 tuổi trở đi, kiếm được nhiều tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu vận, tài lộc lưu niên không được tốt, thì tiền dù có kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Kỷ Dậu khẳng khái, chính trực, quảng giao và quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt. Lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều, một khi tiền bạc dư giả thì sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu, đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi đưa ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thường hay lãng phí tiền bạc. Tới khi kết hôn thì bản mệnh dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khá. Bản mệnh tuổi Kỷ Dậu đã có số dượng tài, đặc biệt là từ 57 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Hãy cứ chiêm nghiệm thực tế, bạn sẽ thấy rõ điều này. Công việc sẽ có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu tiền tiêu xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi, bạn nên tập trung để phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì hãy dồn công sức cho một việc.
thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn thời gian sắp tới sẽ nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, thế nhưng vẫn nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm. Có thời điểm bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực về tài chính, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Bạn vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là bản thân phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ 57 tuổi trở đi. Tuổi Kỷ Dậu là người năng động, hài hước, luôn nổi bật trước đám đông và được nhiều người chú ý. Vì thế mà họ có đời sống tình cảm khá phong phú. Những người này tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thật ra lại sống giàu tình cảm, dễ xúc động, tổn thương. Với tính tình thẳng thắn, bộc trực, Kỷ Dậu sẽ có được thiện cảm với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết hơn thì mới có thể cảm nhận được lòng nhân hậu, tốt bụng và trung thành của những người tuổi Kỷ Dậu. Đối với họ, gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là nguồn động lực đầu tiên giúp họ có thêm nghị lực, là sức mạnh để Kỷ Dậu vượt qua những thử thách. Dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu, thì Kỷ Dậu ít khi bộc lộ hay thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Họ thích được người khác ca tụng, nhưng lại vụng về trong cách khen ngợi, bày tỏ tình cảm với người khác. Họ chỉ âm thầm thể hiện sự yêu thương, trân trọng của mình qua từng hành động ấm áp, ý nghĩa. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu có xu hướng tìm kiếm cho mình người bạn đời có chung sở thích, tính cách và quan điểm trong cuộc sống. Họ hy vọng rằng sẽ xây dựng một mối quan hệ hòa hợp, vững chắc, lâu dài, dựa trên sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau. Dù được nhiều cô nàng chú ý nhưng họ vẫn hết lòng chung thủy với tình yêu của mình. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, đem lại cuộc sống sung sướng, đầy đủ cho những người thân trong gia đình. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là những người năng động, mạnh mẽ trong tình yêu. Họ không quan tâm đến khuôn mẫu của xã hội, nếu thích ai họ sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu không bao giờ chịu an phận với cuộc sống của một cô gái yếu đuối, tầm thường. Họ cũng có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định trong cuộc đời mình. Khi đã lập gia đình thì họ sẽ toàn tâm, toàn ý chăm lo cho chồng con. Họ có thể hy sinh mọi thứ để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân. Dù là người mạnh mẽ nhưng họ vẫn cần có một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, đường tình yêu của tuổi Kỷ Dậu không được mấy may mắn, thuận lợi. Họ phải trải qua nhiều cuộc tình thì mới có thể tìm được ra cho mình một tình yêu trọn vẹn. Dù là người rất chung thủy nhưng tình yêu của họ vẫn bị phản bội và gặp phải thất bại. Sự đổ vỡ ấy không hẳn hoàn toàn tại đối phương, mà cũng một phần do bản thân quá nhạy cảm và nóng vội. Tình yêu thì phải có thời gian để tìm hiểu hiểu và phát triển. Đối phương sẽ bỏ chạy nếu như bạn quá hấp tấp, muốn kiểm soát, chiếm hữu người mình yêu. Nếu muốn xây dựng một tình yêu lâu dài, bền vững, phụ nữ tuổi Kỷ Dậu nên biết cách chủ động đúng lúc, không nên quá bạo dạn, tự tin. Nam giới tuổi Kỷ Dậu cũng cần phải học cách trân trọng đối phương và dành nhiều thời gian để xây dựng tình yêu của mình. Những cô nàng tuổi Kỷ Dậu sẽ thích hợp với những chàng trai năng động, nhiệt tình, tốt bụng và hài hước. Còn đàn ông tuổi Kỷ Dậu nên kết duyên với những phụ nữ đảm đang, nhân hậu và vui tính. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Dậu nên nhớ rằng, chọn một người bạn đời thì phải dựa trên sự tin tưởng, yêu thương và thấu hiểu nhau. Như vậy tình yêu mới có thể lâu dài, bền vững. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ 57 tuổi trở đi. Cung thọ từ chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm cả sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được. Nhất những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể giảng hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào thì cũng vô tác dụng. Người tuổi Kỷ Dậu sức khỏe rất tốt, tuy nhiên vẫn phải chú ý đến các vấn đề về gan. Vì gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người tuổi Kỷ Dậu cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Và ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, cụ thể vận trình như sau. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân,
người này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Quý Mão trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm. Nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, tai nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời, cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, phải mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại, không xem ai ra gì. Nếu xét về tính xấu, thì tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác, đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Người này sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người này có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được. Họ có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, đây là người thông minh, mà có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do, tự tại. Người này tài giỏi, có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình. Là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Đây là người phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng diễn dông. Họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 4 âm lịch. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của người tuổi này khá thoải mái. Tính tình người này khá thoải mái, hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý hay tìm tòi, học hỏi, có sự tự tin cao. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 5 âm lịch. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ, gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Đây là người đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì thấy đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình, thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo, mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, đây là người thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời của người này khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Là người dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm trùng với tiết Lập Thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh. Người này tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp chốn. Là người có tài có trí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu đa cảm, đường tình đào hoa vô số. Song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý chung nhân, dễ kết hôn muộn. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, đây là người thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên,
Tính cách người tuổi này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này cũng có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 9 âm lịch. Người này tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa, trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài. Tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông. Người này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh, nữ mệnh đào hoa cực dưỡng, đi tới đâu cũng có người yêu, kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, người này giản dị, không quá coi trọng vật chất. Tuy nhiên, khí chất hơn người, có thể thấy đây là người cao sang, quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tiết đại tuyết. Người này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của người này không nhiều, anh em, người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt. Đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm, dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên. Thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận số tuổi Kỷ Dậu 1969 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, là tiết tiểu hàn. Vận mệnh của người này vinh hoa, phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Vì thế mà người này không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người này ỷ lại, họ vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 50 tuổi đã giang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Sau đây sẽ là vận trình lưu niên của con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 qua các năm âm lịch, cụ thể như sau. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng, trong năm này, vận trình tài lộc của bản mệnh có khá nhiều biến động, cần phải chú ý trong việc hợp tác làm ăn, kết giao bạn bè. Nếu không thì dễ gặp phải tổn thất. Năm này, tiền bạc có thất thoát nhưng không phải quá nhiều. Bản mệnh hãy tập trung vào thời điểm đầu năm, đến cuối năm thì sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Sửu. Bước sang năm Sửu, Kỷ Dậu sẽ phải chịu nhiều thử thách, biến động, song do được trời cao trợ giúp nên mọi việc đều có thể vượt qua, được an lành. Có nhiều Kỷ Dậu còn lập được công danh hoặc phát tài nhỏ trong thời điểm năm này. Tuy nhiên, trong năm này bản mệnh cũng cần phải cẩn thận quả huyết quan, tuy là không quá nghiêm trọng. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Dần. Năm Dần sẽ là một năm mà Kỷ Dậu gặt hái được nhiều thành quả đáng mừng. Trên phương diện làm ăn, bạn sẽ tìm được nhiều mối đầu tư, làm ăn triển vọng, lại nhờ con mắt tinh đời, nên bản mệnh nhanh chóng phát hiện các nguy cơ, từ đó vượt lên trên đối thủ. Trong năm này, quý bản mệnh có thể mắc phải một vài căn bệnh giặt giảnh, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng vẫn cần chú ý chạy chữa. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Mão. Trong năm Mão, tình hình tài chính của tuổi Kỷ Dậu không được khả quan, việc đầu tư, hợp tác đều gặp khó khăn ở một phương diện nào đó, may nhờ có quý nhân trợ giúp, vợ chồng đồng lòng, nên không gây ra tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, cũng không nên có tâm lý ăn may,
có làm gì cũng cần hết sức cẩn thận, tập trung vào công việc chính của mình. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Thìn. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Dậu có khả năng một bước lên mây trong năm nay, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp. Tất nhiên để gặt hái được thành quả cao thì bản thân sẽ phải khá vất vả, mệt mỏi, song sự thành công sẽ giúp bản mệnh nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên trong năm thấy rằng Kỷ Dậu gặp thuận lợi, bản mệnh sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Tuy nhiên, vì đầu năm gặp Bạch Hổ nên có danh nhưng không có lợi, thậm chí còn gặp tổn thất nhỏ về tiền bạc. Đến cuối năm hung vận giảm bớt, thậm chí nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì sẽ phát tài bất ngờ, từ đó không phải lo chuyện chi tiêu. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Ngọ. Trong năm này có hung tinh chiếu mệnh, hung cát song hành, vận thế bất ổn, có lúc nhận niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có lúc lại chịu tai vạ từ trên trời rơi xuống. Quý bản mệnh cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với mọi việc, chớ nên bỏ dở giữa chừng. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu sẽ có những bước chuyển biến đáng mừng khi bước sang năm Mùi. Có người sẽ được nắm quyền hành trong tay, năm nay vận đào hoa nở rộ, cả nam lẫn nữ đều có cơ hội gặp được người như ý. Tiền bạc trong năm cũng dư dả, thậm chí có cơ hội còn tự tìm đến cửa. Tuy nhiên, bạn làm gì cũng vẫn cần phải tiết kiệm, thận trọng. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Thân. Vận trình của Kỷ Dậu có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt trong năm, việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều kế hoạch bị cản trở, thậm chí còn vướng họa thị phi, bệnh tật khiến sức khỏe suy kém. May mắn vẫn có nguyên đức cát tinh phù trợ nên hung hiểm được giảm bớt phần nào. Trong năm này cần chú ý khi xuất hành tránh gặp sự cố. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Dậu. Căn cứ vận trình lưu niên, Kỷ Dậu trong năm này làm ăn gặp nhiều khó khăn, bế tắc, không có nhiều không gian để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, thời điểm đầu năm bản mệnh cần phải hành sự thận trọng, nếu không dễ vướng họa thị phi, tài lộc hao tổn. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Tuất. Trong năm này, Kỷ Dậu sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ, việc cầu công danh đặc biệt thuận lợi, chuyện làm ăn kinh doanh cũng dần dần ổn định. Bản mệnh sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ các mối đầu tư của mình. Với những ai cần đi xa lập nghiệp thì hãy chú ý khi tham gia giao thông, giải tỏa căng thẳng kịp thời. Tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Hợi. Trong năm do bị thương quan chiếu mệnh, Kỷ Dậu làm việc gì cũng khó khăn, nhiều sự cố phát sinh khiến việc khó lại càng thêm khó. Giữa năm may mắn có các tinh xuất hiện nên bế tắc sẽ được giải quyết dần, song do tài lộc vẫn không thuận lợi nên cần phải hết sức cẩn trọng, tốt nhất vẫn nên hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.